Khi Phật tu đạo thì chẳng những ngày tinh tấn mà đêm cũng tinh tấn. Phật vì cầu Phật Pháp, vì thành Phật đạo, mà bố thí hết thầy tất cả, cung hành thực tiễn, cước đạp thật địa, lão lão thật thật đi tu hành. Mà trong các cõi chẳng chấp trước, các cõi tức là tam giới các cõi, tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trong dục giới có 14 cõi, bốn đường ác, bốn đại châu, sáu cõi trời. Ở sắc giới có bảy cõi, Bốn cõi trời thiền, trời vô tường, trời tịnh không, trời Phạm thiên, tại vô sắc giới có bốn cõi, trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tường, phi phi tường xứ, cộng lại là 25 cõi. Chẳng chấp trước tức là chẳng chấp người cũng chẳng chấp pháp, hai chấp đều không. Nếu như có chấp ngã và chấp pháp thì không thể nào được giải thoát, cho nên chẳng chấp trước bất cứ gì ly trần quang thần vào môn này. Vị chủ dược thần, ly trần quang minh, ngộ và được môn giải thoát này. Phật trăm ngàn kiếp khó gặp được. Nếu ai thấy được và nghe danh, thầy đều lợi ích chẳng lướng qua, môn này phổ xương thần thấu rõ. Phật trăm ngàn kiếp khó gặp được, Phật Pháp khó nghe, thân người khó được, thiện tri thức khó gặp. Do đó, phát nhiệm màu thâm sâu vô thượng, Trăm ngàn vạn kiếp có gặp được này còn thấy nghe được Thọ chỉ nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai pháp này trăm ngàn vạn kiếp có gặp được trăm ngàn vạn kiếp chẳng dễ gì gặp được Phật có khi gặp được Phật cũng chẳng biết vì căn lành không đầy đủ nhân duyên chẳng thành thục cho nên thấy mà chẳng thấy nghe mà chẳng nghe bỏ lỡ cơ hội cho nên nói khó gặp được việc qua rồi mới biết nhưng lúc đó thì chẳng biết Do đó Người trong cuộc thì mê Người bàng quan thì rõ Nếu ai thấy được và nghe danh Nếu như gặp được Phật Hoặc nghe danh của Phật Thì chúng sinh đó đều đắc được vô lượng lợi ích Thảy đều lợi ích chẳng đúng qua Giảm là chúng sinh thấy Phật nghe danh Thì sẽ không đúng qua Nhất định sẽ đắc được lợi ích Khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi phiền não, đắc được giải thoát môn này phổ xưng thần thấu rõ vị chủ dược thần danh xưng phổ văn thấu rõ được môn giải thoát này trong mỗi lỗ lông của như lai đều phóng quang minh diệt các nạn phiền não thế gian đều khiến sạch môn này hiện quang thần vào được trong mỗi lỗ lông của như lai trong mỗi lỗ chân lồng của phật đều phóng ra trí huệ quang minh để nói pháp đều phóng quang minh diệt các nạn phật giơ tay giở chân phật phóng quang động địa đều có nhân duyên tức là muốn lợi ích chúng sinh để diệt các hoạn nạn có hoạn nạn thì chẳng cát tường phật khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được cắt tường tiêu diệt sạch hết tất cả hoạn nạn phật phóng đại quang minh chiếu khắp thân chúng sinh bất cứ lời chúng sinh nào cũng đều đắc được lợi ích cứu ra khỏi bao cõi liễu sinh thoát tử vĩnh viễn thoát khỏi khổ nạn trong luân hồi phiền não thế gian đều khiến sạch Tại thế gian rất nhiều phiền não, phiền não này chẳng dễ gì tiêu sạch được. Dòng Phật hiện Đại Thần Thông tiêu trừ tất cả chướng phiền não của chúng sinh. Phiền não trướng tiêu trừ thì trí huệ sẽ tăng trưởng. Môn này thiện quang thần vào được, cảnh giới này vị chủ dược thần mau khổng hiện quang đắc được. Tất cả chúng sinh, ngu si, mù tối, hoặc nghiệp, các khổ vô lượng biệt, Phật đều trừ sạch khai trí huệ, như thế phá ám thần thấy được. Tất cả chúng sinh ngu si mù. Chúng sinh thật đáng thương xót, tự mình cho rằng mình có trí huệ, kỳ thật là ngu si nhất, hồ đồ nhất, đi vào hầm sinh tử mà tự mình chẳng hay biết tại sao lạc vào hầm sinh tử vì quá ngu si. Ngu si như là kẻ mù, người mù đi thì rất dễ rất xuống sông hoặc rất xuống giếng, chẳng biết sự nguy hiểm chết bất cứ lúc nào. Chúng ta chúng sinh ngu si muốn chấm dứt sinh tử mà tìm chẳng được lối ra chẳng biết làm thế nào có thể liễu sinh thoát từ thoát khỏi sáu nẻo luân hồi hoặc nghiệp các khổ vô lượng biệt mê hoặc tức là ngu si vì chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo ở trong vòng sinh tử không vượt ra được và trong đó chuyển lại chuyển đi chẳng biết làm gì cho nên các sự khổ vô lượng vô biên khác nhau Phật đều trừ sạch khai trí huệ. Phật thấy chúng sinh đáng thương như thế cho nên diệt trừ các hoạt nghiệp khổ và ngu si mù tối của tất cả chúng sinh như ánh sáng mặt trời chiếu khắp khiến cho chúng sinh khai mở đại trí huệ. Như thế phá ám thần thấy được cảnh giới này vị chủ dược thần phá ám thành tịnh, quan sát và thấy được. Tiếng nói như lai không hạn lượng, khai mở tất cả biện pháp môn, chúng sinh nghe được đều hiểu rõ môn giải thoát này của đại âm. Tiếng nói như lai không hạn lượng, Phật dùng một âm thanh dễ nói hết pháp, chúng sinh tùy lại đều hiểu được, cho nên nói chẳng có hạn lượng. Khai mở tất cả biển pháp môn, một âm thanh này đầy đủ tất cả âm thanh, tất cả pháp, tất cả nghĩa, cho nên nói khai mở tất cả biển pháp môn. Chúng sinh nghe được đều hiểu rõ, hết thầy chúng sinh nghe được âm thanh của Phật, giống như thấy được mặt trời, cảm thấy mặt trời chiếu soi đến mình. Phật đang vì mình nói pháp hoàn toàn minh bạch hiểu rõ, Môn giải thoát này của đại âm cảnh giới này bị chủ dược thần phổ phát hống thanh đắc được. Ông quán Phật trí khó nghĩ bàn hiện khắp các cõi cứu quần sinh khiến cho người thấy được cảm hóa đây là sở ngộ của tế nhật tràng. Ông quán Phật trí khó nghĩ bàn. Bạn hãy quan sát Phật từ vô lượng kiếp đến nay đều tu đại trí, đại huệ, tâm không thể nghĩ được, không thể nói được. Cảnh giới này trí huệ của chúng ta chẳng đạt đến được, cho nên mới nói khó nghĩ bàn. Hiện khắp các cõi cứu quần sinh, các cõi tức là bốn đường ác, tức cũng là chúng sinh tội nghiệp sâu nặng, tầm bị thiết thiết của Phật. Thấy các cõi chúng sinh điên đảo, Phật bền dùng đại oai thần lực thể hiện đủ loại thân ở trong các cõi để giáo hóa chúng sinh trong đường Atula thì Phật thị hiện Atula can cường có điều phục dùng thân đồng loại để giáo hóa chúng khiến cho chúng cải áp hướng thiện đến địa ngục cũng lại như thế tóm lại ở trong cõi nào thì Phật thị hiện thân đó để giáo hóa chúng sinh đó vì như thế thì dễ giáo hóa hơn khiến cho người thấy được cảm hóa Phật dùng sức thần thông để giáo hóa chúng sinh cho nên tất cả chúng sinh đều được Phật cảm hóa y theo pháp mà tu hành không sinh ác niệm. Đây sở ngộ của tế nhật tràng, cảnh giới này bị chủ dược thần tế nhật tràng giác ngộ thâm sâu. Như lai đại bi biển phương tiện, vì lợi thế gian mà xuất hiện, rộng mở tránh đạo dạy chúng sinh, kiến thập phương thần thông đạt được. Như lai đại bi biển phương tiện, Phật dùng pháp môn đại bi phương tiện để cứu độ chúng sinh. Pháp môn phương tiện này rộng lớn như biển cả, cho nên nói là biển phương tiện vì lợi thế gian mà xuất hiện phật vì lợi ích chúng sinh hữu tình thế gian mà xuất hiện ra đời rộng nói pháp phương tiện khiến cho chúng sinh đi trên con đường bồ đề giác ngộ rộng mở tránh đạo dạy chúng sinh tránh đạo tức là tránh pháp phật rộng mở tránh pháp để chỉ thị cho chúng sinh con đường thoát khỏi ba cõi tức cũng là đi đến cõi thường tịch quang tịnh độ kiến thập phương thần thông đạt được cảnh giới này vị chủ dược thần minh kiến thập phương thông đạt thấu rõ được như lai khắp phóng đại quang minh chiếu soi khắp tất cả mười phương khiến chúng niệm phật sinh công đức giải thoát này của phát oai quang như lai khắp phóng đại quang minh và trụ ở trong đại quang minh tạng tận hư không khắp pháp giới đều ở trong đại quang minh tạng của phật cho nên nói như lai khắp phóng ra đại quang minh tôi vì các bạn rằng đạo lý mà một số người không tin song quỷ sẽ tin thần cũng sẽ tin tại sao vì con người quá thông minh cũng có thể nói là quá ngu xì người quá thông minh thì lại thái quá không tin người quá ngu xì lại bất cập cũng chẳng tin là đạo lý gì tức là thư viện khắp nơi ở nhân gian của chúng ta đều có thư viện thư viện phải có người quản lý để quản lý giữ gìn để không để cho thư viện sinh trùng làm tổn hại mà phải làm cho sạch sẽ, đẹp đẽ, xong có những người giữ gìn quá độ, thậm chí đem sách ở thư viện về nhà, để trên đầu giường để giữ gìn, như thế cũng sẽ có sự tổn thất. Có người nói, Pháp Sư, thầy giảng những đạo lý đó chẳng cao siêu, ai cũng biết, rất là nông cạn. Bạn đừng gấp vội, bây giờ tôi nói đạo lý cao siêu, giống như Đại Tạng Kinh, nhất định phải giữ gìn chu toàn, nước này không được thái bình, thì chuyển đến nước khác để bảo tồn. Nếu nước đó cũng không thái bình, thì chuyển đến nước thái bình để bảo tồn, giữ đi giữ lại đến khi chết, thì bộ đại tạng kinh đó chẳng biết do ai đến giữ gìn. Lúc đó có người nghĩ, đây là nói đạo lý gì, càng nói càng bình thường. Hiện tại tôi đang nói cái thư viện chẳng bình thường. Nếu bạn khai mở pháp nhãn, thì sẽ nhìn thấy thư viện tận hư không khắp pháp giới chẳng biết có bao nhiêu. Sau những thư viện đó chẳng cần người giữ gìn, cũng chẳng tổn thất. Mỗi ngày đều có vô số các vị A-la-hán và Bồ-Tát ở tại đó xem vô lượng pháp tạng. Mỗi vị thánh nhân đều đang ở tại đó đọc kinh mà đọc chẳng hết, xong bộ kinh đó chẳng cần giữ gìn. Nếu người chẳng có Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn thì chẳng biết được cảnh giới này. Cho nên, nếu nói ra cảnh giới này thì chẳng có ai tin. Tôi biết các bạn chẳng tin nhưng không thể không nói. Đến lúc nói thì nhất định phải nói. Vậy những kinh điển này ở đâu? Nói là tận hư không khắp pháp giới, song trong hư không gì cũng chẳng có. Làm sao có nhiều kinh điển như thế? Bạn nói trong hư không gì cũng chẳng có, song trong hư không gì cũng đều có. Chỉ là người mù mắt nhìn chẳng thấy cảnh giới diệu hữu, giống như như lai Phật khắp phóng đại quang minh. Mà người chẳng có mắt thì nhìn chẳng thấy quang minh, chiếu soi khắp tất cả mười phương tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới đều được đại quang minh của phật chiếu đến do đó phật quang phổ chiếu quang minh của phật siêu hơn ánh sáng mặt trời ngàn vạn lần ánh sáng mặt trời chỉ chiếu dương chẳng chiếu âm quang minh của phật thì chẳng những chiếu dương mà còn chiếu âm cho nên nói chiếu khắp hết thảy chiến chúng niệm phật sinh công đức phật hay khiến cho tất cả chúng sinh đều phát tâm niệm phật hay niệm Phật thì diệt trừ được tất cả bệnh tật, tất cả tội nghiệp và tất cả nghiệp chướng. Tội nghiệp diệt trừ, bệnh cũng chẳng còn thì sẽ sinh ra công đức. Công đức sinh ra thì sẽ phát bổ đề tâm, tù vô thượng đạo, cứu kính, thành Phật. Chúng ta người tu đạo, đừng háo cao vụ viễn. Cao rồi lại muốn cao, xa rồi lại càng muốn xa, sự việc trước mắt còn chẳng minh bạch. Suốt ngày đến tối cứ muốn xem đá ở trên mặt trăng như thế nào, Sông đá ở trái đất còn chưa biết rõ nguồn gốc của nó, thành phần của nó, cấu tạo của nó, lại hà tất phải biết đá trên mặt trăng. Đó tức là bỏ gần, cầu xa, bỏ gốc, tìm ngọn, lại chúng sinh đó Phật cũng chẳng có biện pháp. Làm thế nào? Những chúng sinh đó đã quên chính mình mà nâng tựa người, tức cũng là bỏ đất của mình mà trồng đất của người khác. Giải thoát này của Pháp oai quang cảnh giới này vị chủ dược thần phổ phát oai quang đắc được. Đại sư thiên thai trí giả lúc đọc tụng kinh pháp hoa tụng đến phẩm bùn sự của Bồ Tát Dược Vương là chân tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường như lai, khi ấy thần tâm khoát nhiên nhập định. Thấy Pháp Hộ Linh Sơn vẫn chưa tàn, trí giả đại sư về đến chỗ của Ngài Huệ Tư, đại sư thỉnh cầu ấn chứng, đại sư nói, phi nhữ mạc thức, phi ngã mạc chứng, nghĩa là chẳng phải ông không ngộ, chẳng phải ta không chứng. Bèn đem tông pháp yếu truyền thọ cho ngài, về sau làm tổ thứ ba của tông thiên thai. Lại nữa, chủ lâm thần bố hoa như vân được môn giải thoát, trí hài tạm rộng lớn vô biên. Vị chủ lâm thần bố hoa như vân, ngài phân bố biển hoa sen như mây, ngài là vị thần thống lãnh quản lý cây rừng, ở trong Phật giáo đại thụ cây lớn, gọi là cây quỷ thần vì quỷ thần đều ở trong cây lớn. Cho nên khi gặp cây lớn thì phải đặc biệt coi chừng vị thần cây này đắc được một giải thoát trí huệ hải tạng rộng lớn vô biên. Trí hải tạng là gì? Vì trí huệ lớn như biển ở trong trí hải lại hàm tàng công đức, lại phóng quang minh cho nên gọi là trí hải tạng. Chủ lâm thần diệu cán thư quang được một giải thoát tu trị khắp thanh tịnh rộng lớn vị chủ lâm thần diệu cán thư quang ngài có thể khiến cho hết thảy thần cây càng ngày càng lớn lên và phóng ra quang minh thành tịnh ngài tu pháp môn thanh tịnh rộng lớn thành tịnh tức là chẳng có tâm nhiễm ô tâm nhiễm ô là gì tức là có từ tiềm nhiễm ô về ái tình cho nên người tu đạo trước hết là phải tu đoạn dục thử ái công phu này mà tu viên mãn thì tất cả đều thanh tịnh Vị chủ lâm thần diệu cán thư quang này hay khiến cho khắp hết thầy chúng sinh đắc được pháp môn thanh tịnh không nhiễm, ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ lâm thần sinh nhạ phát diệu được môn giải thoát, tăng trưởng các thứ mầm niềm tin thanh tịnh. Vị chủ lâm thần sinh nhạ phát diệu hay sinh ra mầm thanh tịnh, phát sáng trí huệ quang minh thứ quang minh này hay tăng trưởng mầm bồ đề tín tâm thanh tịnh khiến cho chúng sinh tương lai đắc được quả bồ đề ngài đắc được môn giải thoát này chủ lâm thần cát tường tịnh diệp, được môn giải thoát tất cả công đức thanh tịnh trang nghiêm tụ vị chủ lâm thần cát tường tịnh diệp, cây rừng của ngài quản lý vừa thanh tịnh vừa trang nghiêm nhất là khiến cho lá cây rất sạch sẽ có thể nói là một hạt bụi cũng không nhiễm ngài đắc được môn giải thoát này là do thanh tịnh, công đức, trà nghiêm, ba thứ tích tụ lại với nhau. Chủ lâm thần thủy bố Diễm tạng được môn giải thoát phổ môn thanh tịnh, môn giải thoát tu trị khắp thanh tịnh huệ, luôn du lãm khắp cùng pháp giới. Vì chủ lâm thần thủy bố Diễm tạng, ngài có diễn tạng thủy bố, thứ ánh sáng lửa ngọn này, chiếu khắp mười phương khiến cho hết thảy cây rừng đều thanh tịnh, giống như đang được trí huệ. Ngài hay du lãm khắp pháp giới, ngài đắc được môn giải thoát này chủ lâm thần diệu trang nghiêm quang được môn giải thoát biết khắp tất cả biển hạnh của chúng sinh mà giang bùa mây pháp vị chủ lâm thần diệu trang nghiêm quang có còn mình vì diệu trang nghiêm biết được tất cả biển hạnh môn tu hành của hết thầy chúng sinh lại giang bùa tất cả pháp như mây khiến cho chúng sinh đắc được thanh lương ngài đắc được môn giải thoát này chủ lâm thần khả ý lồi thành được môn giải thoát nhẫn thọ tất cả tiếng nói bất như ý diễn nói âm thanh thanh tịnh vị chủ lâm thần khả ý lôi thanh khả ý nhất là toại tâm như ý âm thanh của ngài tuy là như tiếng sấm nhưng khiến cho tất cả chúng sinh nghe được mà sinh tâm hoàn hỷ ngài hay nhẫn thọ được tất cả âm thanh bất như ý âm thanh khả ý là âm thanh thuận âm thanh bất như ý là âm thanh nghịch âm thanh thuận là âm thanh hoan hỉ âm thanh nghịch là âm thanh phỉ báng trong màng là âm thanh khả ý hay bất khả ý Ngài đều nhẫn thọ được, lại có thể diễn nói âm thành vì diệu thành tịnh, khiến cho chúng sinh biết được lợi ích của Phật Pháp. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ lâm thần hương quang phổ biến, được một giải thoát hiện khắp mười phương, những cảnh giới hạnh môn rộng lớn tu hành trong quá khứ. Vị chủ lâm thần hương quang phổ biến, có phàng phất mùi thơm, lại có trí huệ quang mình chiếu soi đến khắp mười phương, trong mười phương thị hiện khắp những hạnh môn tu hành. Trong quá khứ, những cảnh giới hạnh môn này rộng lớn vô biên không thể nghĩ bàn, bất khả thuyết. Tất cả tập khí ma bệnh đều tu trị, chẳng còn nữa thanh tịnh minh bạch, ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ lâm thần diệu quang hướng diệu, được môn giải thoát dùng tất cả pháp công đức nhiễu ích tất cả thế gian. Vị chủ lâm thần diệu quang hướng diệu, có trí huệ quang minh chiếu soi tất cả cây rừng của đại địa, tức cũng là chiếu soi tất cả chúng sinh, Ngài dùng tất cả pháp công đức để nhiễu ích hết thầy chúng sinh thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ lâm thần hoa quả quang vị được môn giải thoát hay khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy Phật xuất hiện ra đời. Thường cung kính, niệm, chẳng quên, trang nghiêm, công đức tạm. Vị chủ lâm thần hoa quả quang vị hay khai hoa bát nhã của chúng sinh để chúng sinh kết quả bồ đề Ngài hay phóng ra quang mình bát nhã hiện ra vị đề hồ. Ngài đắc được cảnh giới của Phật, hãy kiến cho tất cả chúng sinh đều gặp Phật xuất hiện ra ở thế giới này. Ngài lại luôn cung kính nghĩ nhớ Phật, luôn luôn chẳng quên Phật. Vì có công đức cho nên đặc biệt trang nghiêm, công đức tích tụ, nhiều thành tạng. Tạng tức là công đức bao hàm trang nghiêm, vi diệu, thủ thắng. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chúng ta học Phật Pháp, học được một chút mà thực hành một chút thì mới có lợi ích. Nếu học mà chẳng thực hành thì giống như chẳng học. Nghe kinh nghe Pháp thì nên cung hành thực tiễn y dáng phụng hành. Đừng sợ biết ít chỉ sợ không tu hành. Biết nhiều mà chẳng tu hành thì cũng chẳng ích gì. Cho nên phải lão lão thật thật tu hành. Như thế thì mới tiến bộ. Tụ cát thành tháp. Dần dần sẽ tu thành tránh quả tại Chùa Kim Sơn hàng ngày giảng kinh thuyết Pháp. Các bạn hàng ngày nghe kinh nghe Pháp, không ngại gió mưa, chưa từng gián đoạn, cho nên Phật Pháp ở Chùa Kim Sơn giống như mạch máu trên thân người, không thể đoạn tuyệt. Hy vọng các bạn mọi người sau khi nghe rồi, thì nên y chỉ hút đạo lý Phật Pháp để tu hành, dụng công như thế, thì mới không lãng phí thời gian quý báu. Các bạn đều là thanh niên trẻ mà đến học Phật Pháp thật là hiếm có. Nếu chẳng nhận chân tu hành thì chẳng có chút giá trị gì bất cứ là tỳ kheo tỳ kheo ni sa di sa di ni cư sĩ nam cư sĩ nữ đều nên sinh tâm đại tinh tấn sinh tâm đại dũng mãnh để học tập phật pháp mới không cổ phụ tâm ý phát nguyện lúc ban đầu các bạn hãy xem thế giới hiện tại chẳng có nơi nào được an lạc ai ai cũng ôm ấp sợ chiến tranh thế giới thứ ba ai ai cũng đều ôm lòng sợ hãi ý muốn đi tránh tai nạn này người người nên hồi quang phản chiếu sửa đổi tâm địa của mình như thế thì sẽ có cơ hội cứu vãn. Vậy thế giới có loạn chăng? Thế giới chẳng loạn, người có loạn chăng, người cũng chẳng loạn, bất quá là tâm của con người loạn, nên làm cho thế giới chẳng an ninh. Chúng ta là người học Phật Pháp phải khơi dậy trách nhiệm tâm chân tránh, phải trị bệnh tâm là tham sân si. Nếu ai ai cũng chẳng bệnh ba độc này, thì gia đình sẽ hạnh phúc, xã hội an ninh, nước nhà giàu mạnh, thế giới hòa bình. Như thế thì sẽ trở thành thế giới đại đồng. Hiện tại Phật giáo ở Á Châu ngày càng suy đổi, Phật giáo ở Mỹ Châu thì ngày càng hương thịnh. Muốn Phật giáo hương thịnh thì nhất định phải nhận chân tu hành. Cho nên chúng ta những người xuất gia và tại gia của Chùa Kim Sơn đừng nên giải đãi, làm biếng, mọi người cùng nhau tu hành. Có việc thì mọi người làm, có pháp thì mọi người học, đừng đố kỵ chướng ngại. Nếu không như thế, thì sống ở đây chẳng có đại ý nghĩa gì. Chúng ta ngày ăn một bữa, ngủ ngồi, nếu không nhận chân tu hành thì chẳng có giá trị. Các vị thiện trí thức, thời gian quý báu không thể tùy tiện để cho trôi qua, phải luôn luôn tự cảnh tỉnh mình, tự hỏi mình đang ở đây làm gì. Bây giờ, chủ lâm thần bố hòa như vân, đường ngoài lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng chủ lâm thần mà nói ra bài kệ. Lúc đó, vị chủ lâm thần Bố Hoa Như Vân, đường đại oai thần lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng chủ lâm thần, lại dùng kệ để giảng giải đạo lý ở trên, chưa nói hết. Xưa Phật tu tập hạnh bồ đề, phước đức trí huệ đều viên mãn, tất cả các lực đều đầy đủ, phóng đại quang minh hiện ra đời xưa Phật tu tập hạnh Bồ Đề, Thủa xưa Phật tu hành tích tập hạnh Bồ Đề là từ gần đến xa, từ cạn vào sâu. Thủa xưa Phật và chúng ta đều là phàm phu, bớt quá Phật siêng năng tinh tấn Tu đủ thứ hạnh. Khi Phật chưa tu hành thì chẳng có hạnh Bồ Đề, nhưng về sau dần dần tích tụ hạnh Bồ Đề. Do đó từ không mà có, về sau lại tu đủ thứ hạnh Bồ Đề, do đó từ một mà nhiều. Có một hạnh Bồ Đề thì tụ tập nhiều hạnh bồ đề khi Phật thu hành thì chẳng bỏ việc thiện.